À, làm chìa khóa forensic ha. Rồi bây giờ mình mới giải mã xong cái lưỡi chìa cơ, bây giờ mình test ổ khóa luôn ha. À, đây, chìa cơ đây. Đấy. Đó, khóa đó. Này. Khóa ha. Đóng cửa lại thì mới hết kêu. Cửa đủ Rồi. để đóng cửa sau lại là nó hết kêu. Ừ, cái này nè. Rồi test remote nè nha. Test remote nè. Lock nè. Mở nè, ha. Rồi, lên test nổ máy luôn. Sao đấm côn đây anh. Rồi. Đó, lên rồi ha. Rồi, nổ máy ok nha. Đó, có chip rồi nổ máy ha. Rồi, test test lại cái remote cái coi. Lóc nè. Không. Mở nè. Lóc nè. Rồi, cần làm remote ô tô ha, chìa khóa ô tô ha, chìa khóa thông minh ô tô. Thì liên hệ em ha, thợ khóa Biên Hòa.com ạ. À, chuyên làm chìa khóa ô tô giá rẻ Biên Hòa. Cảm ơn quý khách ủng hộ.